nay chúng ta sẽ học điệu phốc và đàn bằng ngón tay, hay còn gọi là finger. Đầu tiên chúng tôi xin hướng dẫn các bạn tiết tấu của điệu phốc như sau: 1, 2, 3, 4, hay là chúng ta có thể đếm là 1 và 2 và, 1 và 2 và, 1 và 2 và. Ở những phách mà đếm 1 hoặc 2, chúng ta sẽ có nốt bass. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để như sau: đầu tiên nốt bass, dây 5. Khi chúng ta đàn nốt bass đầu tiên là dây 5, sau đó chúng ta sẽ đàn cái chất, thì các bạn sẽ để 3 ngón tay là ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn trên dây đàn dây 1, dây 2, dây 3. Nốt bass đầu tiên, nốt số 5, sau đó chúng ta sẽ đàn chất. Khi chúng ta đàn chất thì ngón tay chúng ta sẽ nhả ra để cho âm thanh bị ngắt đi. Ví dụ, nốt bass dây số 5, nhịp thứ nhất, và nhịp thứ hai chúng ta sẽ bass dây số 6. Tương tự ở hợp âm rê thứ, nốt bass đầu tiên dây số 4. Nốt đầu tiên dây số 4 và nốt bass thứ hai dây số 5. Ở hợp âm mi 7, nốt bass đầu tiên dây số 6, nốt bass thứ hai dây số 5. Chúng ta thực hành với ba hợp âm la thứ, rê thứ và mi 7. Trong hợp âm đô trưởng, chúng ta sẽ không bấm đô trưởng đơn giản mà chúng ta sẽ bấm đô trưởng 4 ngón. Bấm đô dây số 5, dây số 6. Hợp âm pha trưởng, nốt bass đầu tiên dây số 6. Hợp âm son trưởng ngăn 3, nốt bass đầu tiên dây số 6, nốt bass thứ hai dây số 5. Chúng tôi sẽ thực hành điệu phốc đàn bằng ngón tay, hay còn gọi là finger, với các hợp âm như sau: la thứ, rê thứ, mi 7, đô trưởng, pha trưởng và âm son trưởng ngăn 3.